Tập 957, B1 chụp ảnh để quảng bá. Hôm nay tự nhiên thầy hiệu trưởng chụp ảnh, nhiếp ảnh ra bảo thầy cười tươi lên nào, nhưng mà có vẻ không được ổn lắm. Bỗng xin từ đâu lù lù ra, gương mặt đáng sợ này thì sao mà chụp được chứ? Rồi xin hỏi thầy tan trường rồi mà, sao thầy còn làm gì ở đây? Cô bảo rằng thầy đang chụp ảnh để quảng bá trường học đó. Rồi thầy nói đã phát cho mỗi bạn một quyển sách giới thiệu về trường rồi mà, xin sực nhớ ra đó là quyển sách hôm qua mẹ mi xe đọc, mà sao lại có ảnh của thầy hiệu trưởng? Thì ra dù cố gắng nhưng khuôn mặt của thầy vẫn đáng sợ nên chẳng được tấm nào ra hồn cả. Nghe vậy mà thầy hiệu trưởng thấy thật đau lòng, rồi cô có việc phải về trước nên nhờ thầy hãy chụp cùng các giáo viên trong trường. Trong văn phòng cô Yoshinaga đang thêm tí son cho tươi tắn, còn cô Matsuzaka cũng tranh thủ trang điểm một chút, nhìn có vẻ quyến rũ ha. Cô còn mặc thêm một chiếc áo lấp lánh để mình trông thật nổi bật hơn. Xin lúc này vào gọi các cô ra vì thầy hiệu trưởng đang chờ bên ngoài. Nhưng cô Ageo có vẻ không ổn lắm, cô cảm thấy chụp ảnh thật đáng sợ. Vì cô sợ nếu chụp một bức ảnh thì sinh mạng sẽ bị hút vào đó. Trời ạ, cứ tưởng chuyện gì. Rồi cô Yoshinaga kéo cô Ageo ra ngoài. Thầy hiệu trưởng hỏi ai sẽ là người chụp trước. Cô Matsuzaka đề cử cô Yoshinaga. Vì cô cho rằng mấy người không quyến rũ như cô Yoshinaga sẽ chụp rất nhanh. Cô xin thấy vậy liền lại cả khịa cô Matsuzaka. Nếu không chụp nhanh thì lớp phấn trên mặt cô sẽ bị trôi đó. Cô Matsuzaka cay lắm, quay qua chỉ trích cô Yoshinaga vì đã dạy học sinh ăn nói thô lỗ. Nhưng làm gì có, trẻ có nó thường thật thà vậy đó. Rồi thầy hiệu trưởng bắt đầu chụp nhưng ai cũng quay mặt làm ngơ, vậy là thầy chuyển qua chụp cho cô Ageo. Nhưng có vẻ cô vẫn rất sợ hãi, chân cứ thụt lùi đòi chạy trốn nhưng kết quả là bị hai đồng nghiệp áp tải lại và bắt đầu chụp hình thôi nào. Theo thầy hiệu trưởng thì phải cho phụ huynh xem chân dung của cô giáo thì họ mới yên tâm gửi gắm trẻ vào trường. Nào bắt đầu nào, cô Ageo thả lỏng người cố gắng cười tự nhiên nhưng có vẻ không ổn lắm. Làm lại lần thứ hai nhưng vẫn không được, cô Ageo thất vọng ngồi sụp xuống đất. Thầy hiệu trưởng lại an ủi rằng cô dễ thương lắm rồi nhưng chỉ cần dễ thương hơn chút xíu là ok mà. Xin thấy thầy nói chuẩn ghê á, rồi cô Ageo làm lại, ok rồi nè, rất ổn đó nha. Tiếp theo là cô Yoshinaga, một phát ăn ngay luôn nè, nhưng cô Matsuzaka cà khịa rằng đúng là một khuôn mặt thật đơn giản và tầm thường. Này, cô Yoshinaga hơi bực rồi nha, cuối cùng là cô Matsuzaka. Cô có vẻ chuyên nghiệp khi nhờ cô Ageo bắt ánh sáng. Xin thấy việc chụp ảnh của phụ nữ thật là vất vả quá đi, cô Matsuzaka tạo dáng mãi mà thầy hiệu trưởng chẳng chịu bấm máy. Vì thầy muốn chụp ảnh cho một giáo viên mầm non cơ, cô Matsuzaka lại đổi sang tư thế quyến rũ hơn. Có vẻ không phù hợp với cô giáo mầm non lắm, lại phải đổi kiểu khác rồi. Xin thấy kiểu này thật chán ngắt, rồi thầy hiệu trưởng gợi ý cô Matsuzaka kiểu nào thật đơn giản. Nhưng cô lại quay qua cà khịa cô Yoshinaga rằng nếu đơn giản thì chẳng giống giáo viên mầm non tí nào cả. Vậy là hai cô lại cãi nhau, được rồi, để xin cho các cô một ví dụ điển hình nha. Xin tạo dáng liên tục, có vẻ ngầu lòi đấy, nhưng hai cô giáo lại không thích. Xin lại hỏi cô Matsuzaka lý do, thì ra ngoài việc chụp hình để giới thiệu cho các phụ huynh thì cô hy vọng sẽ có một hoàng tử nào đó thấy ảnh cô. Anh ta sẽ trầm trồ không ngờ lại có một giáo viên xinh đẹp đến vậy. Thầy hiệu trưởng liền dập tắt ảo tưởng của cô ngay. Quyển giới thiệu về trường chỉ có phụ huynh xem thôi cô ơi. Cô Matsuzaka đứng hình vỡ mộng luôn, nhưng cô quyết tâm không bỏ cuộc. Cô hướng dẫn thầy hiệu trưởng các góc chụp một cách tỉ mỉ và chi tiết để làm sao có bức ảnh đẹp nhất. Xem lại ảnh cô Matsuzaka thấy mấy tấm này thật tầm thường. Chẳng có tấm nào ưng ý cả, xem một mớ cuối cùng cũng có một tấm ưng ý, nhưng lại dính đầu xin mất rồi. Cả mấy tấm phía sau nữa, tấm nào cũng có bóng dáng của xin là sao. Cô bực lắm rồi nha, thôi chọn đại tấm này, nhưng mà phải cắt mặt của xin ra đấy. Và cuối cùng là một tấm hình chung, xin sẽ chụp cho nha, 1, 2, 3 ok rồi. Hôm sau hình của các cô giáo đã xuất hiện trên quyển sách hướng dẫn, ai cũng ổn hết nha, còn thầy hiệu trưởng thì phải hẹn năm sau, chứ năm nay xài tạm hình vẽ này vậy. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 993 thật là tuyệt vời. Trên đường phố đầy các quán ăn, một người bán hàng ngáp dài vì ế ẩm đã khai trương 2 tuần mà vẫn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Người vợ động viên Pierre hãy cứ làm hết mình. Tiếng gọi của khách cắt ngang hai người, hóa ra là cu xin, xin lại múa may khoe cặp mông. Pierre nhăn nhó hỏi xin đứng đây từ bao giờ, vợ liền trách sao lại tỏ thái độ với khách hàng chứ. Ông ta mang bộ mặt chán nản đi ra chỗ xin rồi thay đổi vẻ mặt tươi như hoa chào bằng vài câu tiếng Pháp. Chị gái giải thích đó là hỏi em có khỏe không. Xin khoe sức khỏe mình đỉnh hơn cả đỉnh rồi. Chị gái giới thiệu Pierre đến từ Paris là thợ làm bánh của tiệm bánh wafer do Pierre làm được ưa chuộng nhất Paris. Pierre tự hào giới thiệu tiệm bánh mình học ở Paris rất là đỉnh đó nha. Xin cứ múa may khiến ông ta tức giận ôm đầu. Chị gái rất bực mình hỏi tại sao lại cáu kỉnh với một đứa trẻ như vậy chứ. Ông ta chán nản vì một thợ bánh như vậy phải đi phục vụ một đứa nhóc. Xin nắm dâu Pierre hỏi có quan hệ gì với chị gái này. Chị giới thiệu họ vừa kết hôn và tới Nhật.
Xin hỏi chị bị ông chú thu hút ở điểm nào thế? Pierre liếc nhìn nghe từ ông chú khó chịu ghê. Chị vui vẻ kể họ gặp nhau trong khu phố nhỏ ở Paris. Chị bị thu hút bởi gương mặt nghiêm túc khi nướng bánh. Bánh thì mềm và thơm, thế là chị đổ ngay lập tức. Thấy Xin chăm chú đọc menu, Pierre tức giận hỏi Xin không nghe họ nói ư? Xin gọi sô-cô-la, mật ong và kem còn nói Pierre đã khiến anh ta tức giận đuổi Xin về. Kazama vừa đi tới tiệm bánh, chị gái giới thiệu món bánh waffle Paris. Kazama bảo bánh waffle gốc là ở Bỉ chứ không phải Pháp mà, và người Pháp gọi bánh này là gấu phô cơ. Chị khen Kazama giành thật đó, gọi tên waffle sẽ quen thuộc hơn ở đây. Pierre thầm nghĩ tên Kazama chỉ giỏi ra vẻ. Xin bảo Kazama mua bánh cho mình. Kazama tức giận hỏi tại sao phải mua cho Xin chứ. Mẹ đi qua thấy Xin mới để ý có tiệm bánh waffle ở đây sao. Xin lập tức nói với mẹ là Kazama muốn ăn, đúng là không biết ngại mà. Mẹ liền rút bóp mua 3 cái liền. Kazama hỏi chị gái tiệm ở Paris tên gì, Xin liền trả lời thay nghe lưu loát ghê mà chật lất rồi, cái tội lanh chanh. Kazama kể mình đã từng ăn ở đó rồi, bánh không cần phải trộn đường nâu vào bột, kiểm soát vị ngọt rồi nướng lên. Thật là rành quá đi, Pierre nghe mà khó chịu lắm. Bánh ra rồi cả nhà ăn thôi, chị gái hỏi cảm nhận của mọi người, tất cả đều đồng thanh ngon tuyệt vời. Bỗng Kazama nói hình như thiếu gì đó, mẹ cũng gật gù đồng tình. Xin nhận xét nó vừa như thế này vừa như thế kia, nói gì vậy không biết. Pierre trách họ không hiểu được hương vị của mình. Chị gái tức giận hét lên, lấy hết bánh nhét vào mồm Pierre, nói anh ta lúc nào cũng coi thường không nghĩ cho khách hàng nên những cảm xúc đó đã thấm vào bánh. Bánh waffle mà chị ăn lần đầu không có vị như thế này. Anh ta nhai hết cái bánh buồn bã nói đây đúng không phải hương vị của mình, anh đã sai lầm nên khách hàng không tới. Xin leo lên người Pierre bảo anh ta cười lên nào, giờ ai mà còn tâm trạng nữa chứ. Chị gái nghĩ ra gì đó nói anh cho đậu đỏ vào nhân bánh waffle rồi làm cho nó giống như bánh cá xem sao. Loại bánh mới có chứa hương vị yêu thích của người Nhật, vài ngày sau tiệm đông quá trời luôn. Xin cùng mẹ và Kazama vừa ăn vừa khen ngon, đậu đỏ của Nhật và waffle của Pierre kết hợp thật tuyệt. Pierre nhận ra mình đã quá kiêu căng và thiếu trách nhiệm nhưng giờ anh đã nhận ra, thật là tuyệt vời quá đi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1168, B1, hôm nay trời lạnh nên cả nhà Nohara cùng ngủ nướng. Đột nhiên Xin xì hơi làm bố tỉnh giấc nhưng bố chẳng quan tâm mà quay qua bên kia ngủ tiếp. Mẹ Mise lúc này đã thức giấc nhưng vì lạnh quá nên mẹ định sẽ ngủ tiếp. Đợi khi nào bố Hiroshi dậy sẽ cho Xin đi vệ sinh nhưng mãi chẳng thấy bố dậy. Mẹ Mise giả bộ ho để làm bố thức nhưng chẳng thấy bố nhúc nhích gì cả. Mẹ phải gọi bố dậy đưa Xin đi vệ sinh nhưng bố Hiroshi lại làm lơ luôn. Mẹ bực quá, cũng mặc kệ nằm ngủ tiếp, bố cay lắm rồi nha. Đúng lúc Xin mò dậy, thấy cu cậu tụt quần định đi vệ sinh trong phòng thì bố mới hốt hoảng choàng dậy bế con trai vào nhà vệ sinh. Vậy là bố thua cuộc rồi, bố cắm máy sưởi xong mà vẫn chưa thấy Xin nên vào xem sao, thì ra cu cậu đang ngủ gật trong nhà vệ sinh. Vậy là bố phải gọi Xin dậy, ra ngoài thì thấy mấy mẹ con Xin đã ngồi ở bàn sưởi. Bố hơi bực rồi nha, đã dậy rồi sao không đưa Xin đi vệ sinh chứ? Mẹ bảo rằng vì bố ồn quá nên mẹ mới thức giấc, rồi mẹ đề xuất hôm nay sẽ ăn sáng ở bàn này cho ấm áp. Vậy là bố đồng ý ngay, nhưng sao mẹ Mise vẫn cứ ngồi lì ra đó là sao nhỉ? Vì mẹ thấy bố đi lấy thì nhanh hơn, với đôi chân dài miên man của bố thì chỉ cần bước 3 bước là tới bếp rồi. Vậy là bố đành ngậm ngùi vào bếp lấy đồ ra nấu đồ ăn sáng, nhưng lại thiếu trà bông mất tiêu rồi. Xin thấy nếu không có trà bông thì chẳng ngon chút nào cả, nhưng lạnh quá, bố chẳng muốn đi nữa. Thôi, thiếu trà bông một bữa cũng được, nhưng mà không lấy làm sao được khi mẹ con Xin làm bộ mặt đáng yêu này. Cuối cùng cả nhà Xin đã ăn xong bữa sáng ngon lành và ấm cúng. Xin thấy được ăn sáng ở đây mỗi ngày thì thật thích, mẹ Mise cũng nhất trí. Nếu bây giờ mà bố rửa chén thì tốt quá, nhưng bố Hiroshi không đồng ý. Bố đề nghị cùng Oản Puti để quyết định. Bố Hiroshi có vẻ quyết tâm lắm, nhưng cuối cùng vẫn bại trận dưới tay mẹ con Xin. Vậy là bố đành phải đi rửa chén trong cay cú. Một lúc sau, chén đĩa đã sạch kinh kít, định nghỉ ngơi thì mẹ Mise lại nhờ bố đi phơi quần áo. Vừa bê chậu quần áo ra ngoài thì thấy Bạch Tuyết đang run cầm cầm cập. Lúc này bố mới nhớ ra là quên cho nó ăn, bố liền đổ đồ ăn cho nó ăn ngay. Phơi quần áo được một lúc, tự nhiên bố thấy lạnh vô cùng, chắc là bị cảm lạnh rồi đây. Vậy mà mẹ con Xin lại chơi đùa vui vẻ trong nhà. Đúng là chẳng thương chồng tí nào cả. Bố phơi quần áo xong vào ngồi chưa ấm chỗ thì có tiếng chuông cửa, là shipper giao hàng tới. Lần này bố quyết tâm không ra đâu, nhưng mẹ Mise lại đang mặc đồ ngủ. Mẹ không thể để ai khác ngoài bố thấy mẹ trong bộ dạng này cả, nhưng bố Hiroshi vẫn quyết định làm thinh. Mẹ Mise cũng không phải dạng vừa, mẹ cứ ngồi chơ ra đó xem bố làm gì được. Thấy tiếng chuông cửa kêu liên tục, bố Hiroshi bực quá đành chịu thua ra nhận hàng, đó là mấy loại bánh ăn nhẹ.
Mẹ thấy ăn nó cùng một tách trà thì hết sảy con bà bảy. Rồi mẹ hỏi bố có muốn uống trà không? Bố Hiroshi thích lắm, tưởng được mẹ phục vụ, ai ngờ lại ăn dưa bở. Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, chứ nếu bố uống thì tiện lấy cho mẹ một ly luôn. Nhưng bố không đồng ý, vậy là mẹ bảo bố chơi oẳn tù để quyết định, sợ thua lần nữa nên bố hơi rén. Nhưng hai mẹ con xin cà khịa mãi nên bố phải chơi luôn. Rồi xong, thua nữa rồi, bố không phục nên đòi chơi lại. Lần này thì Shin là người thua cuộc, nhưng vì Shin còn bé nên không thể sử dụng ấm đun nước. Cuối cùng bố đành phải đi pha trà, ai cũng thấy thật tuyệt khi có cái bàn sưởi này, Shin ước nó được đưa tới trường. Còn bố thì muốn công ty mình cũng có một cái như vậy. Bố nằm xuống một chút thì tự dưng ngủ mơ luôn. Chợt tỉnh dậy thì trời đã tối, mẹ Mise lúc này đã chuẩn bị xong món lẩu cho bữa tối, lại còn chuẩn bị nước cho bố tắm nữa. Bố Hiroshi cảm động lắm, vậy là cả nhà Nohara lại có một bữa tối thật vui vẻ và ấm cúng rồi.